Thụy Sĩ và đội chủ nhà Đức trở thành hai đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng tứ kết Euro 2024 nhờ các chiến thắng trước Italia và Đan Mạch. Ở trận đấu sớm nhất, Thụy Sĩ đã trải qua ngày thi đấu quá ấn tượng trước Italia. Đoàn quân của huấn luyện viên Yakin có nhiều thời điểm chơi áp đảo đối thủ. Trong mỗi hiệp đấu, Thụy Sĩ đều có bàn thắng và thắng chung cuộc 2-0 trước Italia. Trong khi đó, cỗ xe tăng có trận đấu thể hiện sự vượt trội trước Đan Mạch. Hai bàn thắng ở hiệp 2 của Havertz và Musiala đã giúp đoàn quân của huấn luyện viên Julian Nagelsmann thắng chung cuộc 2-0 và tiến bước vào vòng tứ kết Euro 2024. Trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Đan Mạch bị tạm ngưng 15 phút do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Cụ thể, khi bầu trời phía trên sân xuất hiện những tia sét lớn, trọng tài Michel Oliver đã tạm ngưng trận đấu và cho cầu thủ hai đội quay lại phòng thay đồ. Theo ghi nhận của Daily Mail, thì bản thân các cầu thủ Đan Mạch cũng tỏ ra không muốn thi đấu trong điều kiện trời có dông và sét, bởi rất nhiều cầu thủ của đội tuyển Đan Mạch hiện nay biết câu chuyện về một người đồng nghiệp có tên là Jonathan Ritter, từng bị sét đánh trúng trong một trận đấu năm 2009, sau đó phải phẫu thuật cắt cụt một chân và kết thúc sự nghiệp thi đấu. Theo Reuters, chủ nhà Đức có thể là đội bóng mê tín nhất Euro 2024. Huấn luyện viên trưởng Julian Nagelsmann có thói quen uống nước tăng lực để lấy may trước mỗi trận đấu. Nhà cầm quân này sẽ uống duy nhất một loại nước và loại này sẽ bị ông thay đổi nếu đội nhà thua trận. Chưa hết, nước tăng lực mà ông Julian sử dụng phải được trợ lý Benny Clark mang đến, nếu không sẽ mất thiêng. Ngay cả tiền đạo Niklas Forsberg thường tự véo tai mình theo hình xoắn ốc trước khi bước vào sân. Điều này làm cho ngôi sao cảm thấy yên tâm hơn lúc thi đấu. Trước giờ bóng lăn, các thành viên đội tuyển Đức thường ăn thịt bê sốt kèm nấm và cá mặt quỷ ăn kèm rau vina, những món ăn tâm linh mà họ cho rằng sẽ mang lại may mắn. Nguyên do là kể từ khi dùng những món ăn này, từ tháng 3 năm 2024, họ chưa từng thua một trận nào. Dù bị chỉ trích rất nhiều sau những màn trình diễn nhạt nhòa ở vòng bảng, đội tuyển Anh vẫn được đánh giá cao hơn khá nhiều so với đối thủ Slovakia. Do đó, người hâm mộ đang kỳ vọng thầy trò huấn luyện viên Southgate sẽ giành một chiến thắng để đi tiếp vào tứ kết của Euro 2024. Slovakia ít nhiều để lại dấu ấn ở vòng bảng khi đi tiếp tại một bảng đấu căng thẳng nhất Euro năm nay khi đã thắng cả đội tuyển Bỉ. Vì thế, dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng thầy trò huấn luyện viên Francisco Cazorla vẫn có thể tin tưởng vào khả năng gây bất ngờ. Một trong số những đội bóng gây bất ngờ nhất tại Euro 2024 là Georgia. Ngay ở lần đầu tiên tham dự Euro, đội bóng này đã để lại dấu ấn đậm nét khi đánh bại một Bồ Đào Nha hùng mạnh với tỷ số 2-0, giành vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên môn, hành trình của thầy trò huấn luyện viên Willy Senior trên đất Đức vào mùa hè này khó có thể tiếp tục khi trận đấu vòng 1/8 tới, họ phải đối đầu với đội bóng quá mạnh là Tây Ban Nha.